Kính chào bà con. Thì hai cái video trước là Luân giới thiệu về cái polymer sinh học để xử lý acetone. Thì cái hồ kính này nó về khoảng 5 ngày. Cái hồ kính này nó về 5 ngày. Thì tới nay là nước nó đẹp. Mấy ngày trước thì Luân xử lý là nước mà có phèn nhiều đó, Luân xử lý bằng men khử phèn, men khử phèn rồi đưa cái đạm bằng cái dịch trùng quế xuống nữa, cho nên là nó nước nó đục, sau đó là xử lý thử nghiệm cái thằng polymer sinh học xuống xem nó như thế nào. Thì đến nay thì nước nó đẹp. Nước đẹp, nó trong, thì đây là cái hồ nuôi cá mà Luân thử nghiệm những sản phẩm như trên hũ đầm tôm. Thì có nhiều người thích cái màu nuôi cá, cái màu nó trắng, nó trong, nó đẹp. Còn cái màu này thì nó có cái màu màu cà, màu hơi cà. Cái màu này là nó có tảo, gọi là tảo khuê đó, là tảo khuê. Mấy người nuôi tôm thì thích cái tảo khuê này nó ổn định hơn so với tảo luộc, thì tảo khuê nó ổn định hơn. Thì cái màu này thì nó màu màu trà nhạt, nó trong á, trong thấy mặt bên kia, thì mặt bên kia nó là lớp đề can màu trắng, nó nhìn nó không có có đẹp lắm, nhưng mà nó trong suốt qua bên kia rồi mình thấy là trong rồi, thì là cho mình thấy là sử dụng chitosan để xử lý acetone để giải quyết cái đầu luộc của cái ao tôm hồ cá rất là tuyệt vời. Thì cái này mình có sử dụng kèm theo vi sinh nữa, thì đánh chitosan rồi sử dụng vi sinh để xử lý cái bùn bã hữu cơ và qua cái hệ thống lọc nữa, thì đến nay nó tuyệt vời đẹp. Theo Luân thấy thì gì là mỹ mãn rồi đó. Còn nếu mà mình so với cái hồ nuôi cá thì người ta sử dụng là cái màu trắng tinh khiết, màu trong tinh khiết, còn đây là cái màu trong của cái màu có tảo, cái màu trà, gọi là màu tảo khuê. Xin giới thiệu với bà con thì có lẽ là chúng ta sử dụng chitosan trên cái đầm tôm là ok rồi. Thì Luân cũng đã sử dụng trên một cái đầm tôm, đánh hơi nó hơi quá liều. Tôm lúc đó tảo nó hơi mỏng thì nó bạc nước, mà đến nay nó cũng nói chung là đến nay nó đã ổn định và nó đã có màu tảo trở lại. Thì bây giờ mình thử nghiệm trên đây nữa thì cho thấy là thằng chitosan nó thì sử dụng liều lượng nó vừa phải vừa đúng trên một ao tôm thì sẽ giải quyết được cái độ đục và bùn bã hữu cơ trong ao nuôi tôm. Mà nhớ là có hệ thống lọc si phong ok, tầng mặt tầng đáy ok. Xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con video tiếp theo nha. Xin chào.